Với sự phát triển ngày càng mạnh của nền tảng công nghệ số và ứng dụng mạng xã hội, Discord đang dần trở thành ứng dụng được đông đảo các đội nhóm sử dụng và làm việc đặc biệt là cộng đồng game thủ. Vậy làm thế nào để phát triển cộng đồng member Discord một cách an toàn, hiệu quả, chi phí tối giản? Tăng member Discord cho group như thế nào? Điều đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định tham gia vào group của một tổ chức hay cá nhân nào đó chính là member hay còn gọi là số lượng thành viên của nhóm số lượng member online và thành viên hiện hữu trong group càng đông, chứng tỏ mức độ chuyên nghiệp uy tín của group Discord đó càng cao. Khi link mời tham gia group có dạng https 2 gạch chéo gạch chéo discord gg gạch chéo ybtmpwnba được gửi tới người dùng, user có thể nhấn chấp nhận tham gia để trở thành thành viên mới của nhóm. Tăng member Discord theo cách này thì rất thủ công và mất thời gian, việc tăng hàng trăm đến hàng nghìn member trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể đối với một group Discord mới. Chính vì vậy, dịch vụ tăng member Discord đã ra đời để giải quyết mọi khó khăn trong việc phát triển cộng đồng, tạo nên bước đột phá mới cho đội ngũ admin của group Discord. Tăng member Discord mang đến hiệu quả rõ rệt, member tăng một cách nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các gói tăng member Discord tại Auto Marketing Auto Marketing cho triển khai các gói tăng member Discord đa dạng theo nhu cầu của từng đối tượng khách hàng chúng tôi cung cấp 5 gói tăng member Discord cơ bản sau, gói 1 tăng 250 member Discord với giá 162.000 đồng gói 2, tăng 500 member Discord với giá 306.000 đồng gói 3. Tăng 1.000 member Discord với giá 594.000 đồng gói 4, tăng 2.000 member Discord với giá 1.170.000 đồng. Gói 5 tăng 4.000 member Discord với giá 2 triệu 304.000 đồng 99% khách hàng mua gói tăng member Discord đều hài lòng với dịch vụ của chúng tôi và trở thành khách hàng quen thuộc. Tất cả các gói tăng member Discord của Auto Marketing Pro chúng tôi đều đáp ứng tốc độ giao đơn hàng nhanh từ 1 tháng 7 ngày tùy thuộc vào số lượng đặt mua. Group phát triển ổn định, không report hay lỗi lỗi sau khi bàn giao. Member đa quốc gia cam kết về chất lượng, tỷ lệ ao rất thấp bảo hành 60 ngày không tụt member công nghệ kéo an toàn, có tính bảo mật cao. Bonus thêm từ 10 đến 30% tùy vào thời điểm đơn hàng. Trên đây là cách giúp phát triển Discord nhanh chóng và an toàn. Bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là bạn có thể có một Discord uy tín, chất lượng. Chúc các bạn thành công. Tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ SoundCloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok làm số lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline. 0877496688 Zalo 0877496688 Tool Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ai social chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website chấm pro hotline 0877 49 688 để được tư vấn miễn phí